Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh nha. Một cô bé rất là dễ thương này. Hãy cùng bắt tay vào tô với mình nhé. Mình sẽ tô màu đỏ nha. Xanh đi. Tím. Các bạn nhớ theo dõi hết video để xem mình hoàn thành bức tranh nhé. Tóc này thì mình sẽ dùng màu đen này. Thì sẽ tô màu đỏ nha.
vậy là chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.